Chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí xuất bản. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. Tại hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt các chuyên đề về những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí xuất bản từ khi đổi mới đến nay. Việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt các nội dung này nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hiểu, nắm vững và thực hiện tuyên truyền đúng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng thời tập trung nghiên cứu các nội dung có liên quan đến công tác báo chí xuất bản, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông thông tin trên Internet, kiên quyết đấu tranh loại bỏ các sản phẩm thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, xã hội, thuần phong mỹ tục, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.